Tôi sinh ra ở Việt Nam. Nơi tôi lớn lên, tôi đã chứng kiến ngôi nhà của mình trải qua chiến tranh và sau đó bị chế độ cộng sản cưỡng chiếm. Tôi nhanh chóng nhận ra rằng tôi không thể sống trong một đất nước tước bỏ các quyền tự do căn bản mà tôi luôn ấp ủ trong lòng, như tự do ngôn luận và tự do phát biểu ý kiến. Vào năm 1981, khi tôi 16 tuổi, tôi đã liều mạng, bỏ hết tất cả để trốn thoát bằng cách đi bộ qua những khu rừng của cánh đồng chết ở Campuchia để sang tị nạn ở Thái Lan. Cuối cùng tôi đã đặt chân đến nước Mỹ, vùng đất của tự do. Là một người Mỹ gốc Việt tị nạn, tôi tự hào gọi nước Mỹ là ngôi nhà của tôi. Rời xa Việt Nam quá lâu, tôi cảm thấy sự thiếu thốn về tình yêu thương của cộng đồng được gắn kết với nhau qua cùng một ngôn ngữ và một nền văn hóa chung. Đây là lý do tại sao SPTN được thành lập, để trở thành nhịp cầu nối kết những người Việt từ khắp nơi trên thế giới, là đài truyền hình tiếng Việt 24 giờ đầu tiên và là một công ty do những người thiểu số làm chủ trong 20 năm. Chúng tôi đã có thể nâng cao và gắn kết tiếng nói của cộng đồng thành một tiếng nói chung. Và chúng tôi sẽ tiếp tục nâng cao tiếng nói của các thế hệ tương lai và củng cố mối liên kết cộng đồng của chúng tôi.